ăn bánh thịt ăn xe chân lấy đi. Cũng mới đây mà nó long binh lượt lên nhỉ? Vâng. Rồi. Con nữa nào. Mình được hắn rồi. Yeah!
có chỗ rồi. Đang là 18, 20. Đúng rồi. Mới tỷ số 3-0. Còn chúng ta xin mời quý khán giả, các đồng chí và các bạn chúng ta ở lại để chúng ta chứng kiến lễ trao thưởng. Xin chân trọng kính mời quý vị đại biểu và quý khán giả chúng ta đã lại ít phút để chúng ta tham dự lễ trao thưởng. Xin mời quý khán giả, các đồng chí và các bạn chúng ta ở lại để tham dự lễ bế mạc và trao giải bóng khúc hồi giải bóng truyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 73 năm ngày truyền thống thể thao Việt Nam và Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đánh luôn, đánh đề hoan về anh em đấy. Kính mời đồng chí Nguyễn Thế Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kỳ Anh, đồng chí Phạm Đình Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Phạm Văn Trúng, trưởng phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Truyền thông thị xã Kỳ Anh và đồng chí Trần Thị Thanh Hoa, Phó Bí thư phụ trách thị đoàn sẽ lên tặng cờ và giải thưởng cho đội vô địch. Xin kính mời các đồng chí. Vô địch rồi. Ôi đừng đẹp quá nhá. Tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các đồng chí và